đẩy ba mình vào phòng mổ. Đại phẫu rất là quan trọng, là 8-9 tiếng đồng hồ là sống chết. Lúc đó mình đẩy đi và mình rất muốn nói coi là con thương ba lắm, mà cứ đẩy đi rồi cái miệng nó cứ cứng lại. Và sau đó ba mình mất. Và mình nằm nhớ lại hoài cho đến bây giờ luôn. Cái kiểu mà không chia sẻ được. Chứ về tình cảm gia đình thì Linh mình tin là nó nằm trong gen rồi. Chả có ai mà thật sự ghét ai. Tại sao lúc nãy hoài chia sẻ mà chẳng khóc? Là không kịp nói câu là không thương mẹ. Cái điều đó là cái điều mà làm cho em rơi rớt nhất trong cuộc đời. Và rất là hy vọng là đây là một cái bộ phim mà nó giống như Trang đã từng chia sẻ là nó rất khác so với những bộ phim trước đây mà gia đình Trang làm. Trang không có dở sợ giống bố già đâu, tại vì là cái câu chuyện với tất cả mọi thứ của bố già với cái này là khác nhau hoàn toàn. Bố già là quấn đại diện cho tất cả những người con, còn ba Trang đại diện tất cả những người cha. Còn lại đây là đảng câu chuyện của bố ở cái phim này á, là mình nó không đại diện cho ai cả. Mình vô cái xóm là đồng nghèo và mình chọn cái gì nào lạ lùng nhất và mình kể chuyện về cái câu gia đình đó. Còn cái bộ phim kia nó lại khác. Anh nghĩ là đây là bộ phim nó không khí, màu sắc, tất cả mọi thứ đều khác. Thật sự là lúc làm thì được bà Trang cũng có nhắc anh Đảng việc đó. Anh Đảng nói anh yên tâm, anh chả bao giờ làm giống. Yên tâm và em phải thả theo đúng cái cảm xúc của nhân vật. Mình cũng không thích người ta đem ra so sánh bất cứ cái thứ gì, tại vì đây là cái sản phẩm của mình. Có thể hay, có thể dở, khán giả có thể thương, có thể không, nhưng đừng có lấy ra để mà so sánh này kia nào trước khi mà cái sản phẩm của mình nó ra mắt. Cho nên cũng rất là ngại, nhưng mà anh Đảng là người quyết định và quyết tâm làm. Anh Đảng nói là không sao hết, anh Đảng làm được. Cảm ơn em. Đã có thể nói là đây là bộ phim mà về diễn xuất là dàn diễn viên là diễn hay nhất trong tất cả bộ phim đã từng làm. Nó làm về xóm nghèo thì đối với Đảng thì nó rất là dễ dàng, tại vì nó là trong máu mình rồi. Thế nên là đây là bộ phim mình đang làm, đang quay mà thấy nó dễ nhất và nó vui nhất, và nó cũng rất là, tại vì cái phim này là tất cả mọi người đều rất là diễn viên chuyên nghiệp và đều là ngôi sao hết. Thành ra là chỉ cần là đạo diễn muốn cái gì thôi là để tất cả những phim đều làm được hết đó. Thành ra là đã nghĩ là đây là một bộ phim đang làm đang khỏe nhất, bởi vì là mọi người giỏi quá. Đây là bộ phim mà đang hài lòng nhất về diễn xuất nhất bây giờ. Mấy chuyện gì diễn dở trời ơi. Mấy phim kia là cũng có người hay kỳ dở, phim này là hay đều. Mấy người phim kia ai dở? Tối gì chắc tình riêng. Trong cái phim này thì được cái là câu chuyện nó rất là đơn giản. Và chính vì nó câu chuyện nó đơn giản nên nó dồn cho nhân vật đó. Nên cái nhân vật nó đối với mình thì trong cái phim này nhân vật nó khá là rõ nét. Mình chỉ việc là đọc nó nhiều để cảm nó rồi sống được với nó hay không. Khi đóng phim Long Ruồi á thì lúc đó ba mình bị bệnh nặng, xong rồi cái ngày mà trước khi ba mình lên vô phòng mổ, rồi sau đó ba mất, thì mình là người trong năm người con thì mình và đứa em nữa là người đẩy ba mình vào phòng mổ. Thì lúc đó là mình biết là đại phẫu rất là quan trọng, là 8-9 tiếng đồng hồ là sống chết. Thì đưa ba mình vô thì lúc đó mình đẩy đi và mình rất là muốn mở miệng mình nói với ba mình là ba vô nha, con thương ba. Rất muốn nói một cái câu giống như là Thu Trang, bởi vì khi mà Thu Trang diễn cho đó mình nhớ đó. Rất muốn nói coi là con thương ba lắm, mà cứ đẩy đi rồi cái miệng nó cứ cứng này. Và sau đó ba mình nằm nhớ lại hoài cho đến bây giờ luôn, vẫn không nhớ được là cái lần cuối cùng mình nói mình thương ba mình là lúc nào. Thì chắc là lúc đó nhỏ lắm, thì sau này không nói được. Nhưng mà mình cũng giống như, mình nghĩ chắc cũng giống như ba bạn là cái kiểu mà không chia sẻ được. Chứ về tình cảm gia đình thì Linh mình tin là nó nằm trong gen rồi. Chả có ai mà thật sự ghét ai. Cảm ơn bạn.
Thì không biết là khi mà quay cảnh cuối phim ấy thì cảm xúc của chị như thế nào ạ? Em cảm ơn ạ. Cảm ơn câu hỏi của bạn. Thật ra thì ngay cái đoạn mà quay ông xỉn ông té thôi là tụi mình đã khóc. Nhưng mà mình không có được khóc trước lúc đó. Vì lúc đó mình đang diễn cái cảnh đó mình không biết. Nhưng mà sao không biết được? Mình diễn viên mình biết cái đoạn đó. Và khi ông vừa bước xuống ông té thôi là mình đã nghẹn mình thoại không được. Và mình thấy Trang cũng vậy. Vì cái thời điểm mà mẹ Trang mất á, mình không có muốn thông báo rộng rãi, muốn có sự gì đó cho gia đình không có bị làm phiền nhiều. Vì một phần là cũng làm ở xa, cho nên là cái cảm xúc của Trang lúc đó, lúc mà mẹ Trang vô bệnh viện á, thì Luật với Trang với tất cả ekip đang đi cine tour trong cái phim, đang quảng bá trong cái phim ở dưới tỉnh, cũng tầm tầm khoảng thời gian này chỉ được gặp mẹ của Trang lúc mà mẹ Trang chuyển từ phòng này qua phòng kia, bác sĩ không cho tới gần. Thì tôi cũng giống như tại sao lúc nãy anh Hoài chia sẻ mà Trang khóc đó, là không kịp nói câu là con thương mẹ. Một cái điều đó là cái điều mà làm cho Trang rây rứt nhất trong cuộc đời. Và rất là hy vọng là mọi người đừng hỏi về việc đó nữa. Cảm ơn mọi người rất là nhiều. Vì Trang cố gắng mạnh mẽ, tại vì Trang còn một người bố rất là lớn tuổi rồi, cũng lớn tuổi. 10 ngày ở dưới quê Trang không khóc, Trang không khóc một giọt nước mắt luôn. Tôi chỉ chứng kiến Trang khóc 2 lần. Khi mà tôi là người nghe tin đầu tiên, một bà chị gọi nói là: "Em ơi, bác sĩ báo mẹ Trang tử vong." Có một cái luồng điện từ dưới chân chạy lên tới đỉnh đầu tôi bị điếng khoảng chừng 5 giây, 10 giây gì đó, tôi không biết nói gì hết. Xong tôi mở cửa vô, tôi thấy vợ tôi đang nằm ngủ. Tôi mới dựng cái mền ra. Cái bà nhìn thấy mặt tôi là bà biết rồi. Bà hỏi: "Mẹ có chuyện hả?" Tôi không nói gì, tôi chỉ ôm bà thôi. Rồi tôi chỉ nói với Trang là: "Ráng, còn ba em ơi." Cái bà nín liền. Bà nín liền, bà đi ra, bà gặp Andy, bà nói với Andy là: "Andy ơi, ngoại mất rồi con, cái hai mẹ con khóc." Lúc đó tôi chịu không nổi, tôi khóc luôn. Xong rồi, cái cảm xúc lúc đó nó lẫn lộn đó bạn. Cho khi mà về quê rồi là bà Trang không khóc 10 ngày trời luôn á. Cho nên cái cảnh mà quay ở chỗ ông xịn á, tôi nhìn bà Trang tôi thấy y chang cái cảm xúc mà lúc mà Trang hay cái tin là mẹ Trang mất, y chang cái cảm xúc đó, cho nên tôi chịu không được. Cảm ơn bạn nhiều nha. Cảm ơn bạn rất là nhiều. Thật ra theo như Trang nghĩ là cái khoảng cách thế hệ nó là khoảng cách rồi, mình muốn cố gắng thu hẹp nó thì nó cũng sẽ không bao giờ hẹp lại được đâu. Cái quan trọng ở đây là Trang muốn truyền tải cái thông điệp trong cái bộ phim này là khi mà mình còn có thể yêu thương nhau được thì mình cứ phải nói những lời yêu thương thôi. Rất may mắn, nhân vật của con nhóc rất là may mắn mà khi mà nó nói được cái câu "tôi thương ba", trước khi ba nó chết, nó nói được câu đó. Thì Trang cũng hy vọng là các bạn trẻ khi mà coi cái phim này cũng có thể thực hiện được những cái điều đó với gia đình mình. Trang cảm ơn. May mà ông không chết. Lúc đó, cái lúc mà tôi vô trong bệnh viện thì lúc đó tôi cũng nghĩ là tôi sẽ không có nói kịp cái lời "con không thương ba". Tôi ổng
ông bất tỉnh. Và cuối cùng tôi chỉ nói lúc mà ông bất tỉnh thôi. Thế tự nhiên sau đó tự nhiên lúc ông tỉnh dậy là cả tháng sau ông tỉnh dậy khỏe lại. Tự nhiên cái nói không được, muốn nói nữa nó không được. Thì tôi mới có cái suy nghĩ này, nó đỡ thôi, không phải là trực tiếp mà nó đỡ thôi. Là mình đóng phim mà, mình có máy quay phim mà. Bởi cái tôi quay cái clip, tôi nói tôi thương ổng. Ok. Bây giờ tôi cài vô TV á. Đợi ông rảnh ông mở coi cái tôi chỉnh cái đó, tôi cho ông coi. Lúc đó là nó không có trực tiếp lắm, nhưng mà coi như mình lắp liếm được. Rồi lúc đó coi xong ổng vui, ổng giỡn được cái tôi. Này mày lấy, mày cắt liếm trên phim của mày, mày gửi tao không? Thì tôi nghĩ là cái đó là cái cách mà nó tuy là nó không trực tiếp lắm, nhưng mà các bạn có thể làm để nói thương cha thương mẹ mình. Mặc dù hành động thì ai cũng hiểu mà, cha mẹ nào thấy con múa này múa kia cho cha mẹ mình thì cũng hiểu là phần nào là con mình nó thương mình rồi. Nhưng mà nghe mấy cái lời đó chắc cũng đã. Cảm ơn.